Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là tải sẽ sử dụng app Sài Gòn Coop để sử dụng đặt hàng online trong mùa dịch này. Có biết cha, có biết có map và các siêu thị của Sài Gòn Coop. Thì đầu tiên mình sẽ đón Android thì mình sẽ vô là sẽ Play, mình sẽ gõ là Sài Gòn Coop map. Thì sau gõ xong mình sẽ ra thì nó sẽ là Sài Gòn Coop map app này có biểu tượng là 25 năm. Thì sau này đây không khoảng 1 phút đó, thì các bạn mở lên như mình này, mở lên như mình thì bắt đầu mặc định bạn có thì bạn sẽ đăng nhập tài khoản đúng chưa, có bạn bấm vô đăng ký. Thì đăng ký thì bạn sẽ nhập số điện thoại bạn vô 5, bấm tiếp tục và nó app sẽ gửi và sẽ mã đến số điện thoại của mình, bạn chỉ đợi mã thôi. Sau khi có mã thì bạn cứ nhập vô tiếp tục. Thì cái này thì bạn cứ nhập thông tin của bạn vô tiếp tục vô, mà giới thiệu hiện tại là không có thì bạn cứ nhập vô không. Thì bạn cứ nhập, sau khi nhập đầy đủ thông tin mình sẽ nhập mẫu cho các bạn nha. Các bạn cứ nhập đầy đủ luôn. Bạn chọn thành phố quận huyện, mình là ở Thủ Đức. Thủ Đức phường Linh Trung. Các bạn cứ chọn vô xong rồi cứ tiếp tục. Bạn đã đăng ký thành công, đóng. Sau khi đăng ký thành công thì bạn cứ đăng nhập vô. Thì cái mã số điện thoại là 09 bát, thì bạn ghi đều mã điện luôn. Sau khi đăng nhập mã thành công thì nó sẽ hiện ra giao diện như này. Thì bạn bấm như này nó sẽ hiển thị ra những cái danh mục sản phẩm. Thì bạn cứ chọn vô, trong này chọn mua đặt cọc. Ví dụ đặt thêm vào giao hàng, hiện tại thì siêu thị nó đang tạm ngừng và chọn. Thì bạn cứ chọn vô, thì bạn cứ chọn link cốc cha. Thì hiện tại mình gần cốc cha lên chung trước đi, thì mình chọn cái theo vào giao hàng. Thì hiện tại dịch nên là siêu thị nó hoạt động trong thời gian từ 7 giờ đến 17 giờ thôi. Đêm thì nó không hoạt động, thì các bạn đặt xong rồi vô giao hàng thì nó sẽ hiện thị vô đây, thì bạn cứ đặt hàng thôi. Và thường cái này nó sẽ quy định cho mình trước đó, thì mình đặt thì giao hàng cực kỳ nhanh. Giờ là không dịch, còn mùa dịch thì thật sự cũng đợi cũng hơi bị lâu, do hiện tại số lượng người mua quá đông á, nên siêu thị không mà nhân viên dịch nữa, siêu viên giảm á, thì lượng tiêu thụ nó cũng nhiều và hiện tại là không mua hàng hoàn lại thì cũng có tiếp nhận nhưng chờ lâu. Nếu bạn cứ muốn thì đến trực tiếp để mua cho nhanh, còn cái này thì mình sẽ hướng dẫn thôi, các bạn coi và tham khảo nhé. Trong này thì có nhiều danh mục mã và sản phẩm nhiều lắm, bạn cứ chọn một danh mục nào đó thì bạn mua thôi. Như hiện tại nó hiển thị giá lên, tham khảo và thêm giỏ hàng rồi. Thì mùa dịch này mình cũng hay đặt cái app này, thì các bạn cứ chọn thôi. Đơn hàng này là tài khoản mới là mình chưa mua, hiện tại là mình các bạn vô thì cứ cập nhật thông tin thôi. Thì mấy bạn mà nếu mà có thẻ được trước mà chưa liên kết thì bạn cứ bấm vô liên kết thẻ thôi, nó có thẻ cốc cha, cốc phút, cốc mát á. Ok, chúc các bạn đăng ký thành công nha. Thì ngoài ra thì ngoài thức là mua hiện tại là cốc cha, cốc mát là ngoài thức là đặt online, còn đặt qua số điện thoại, đặt qua app. Thì thời gian đặt nó sẽ tùy thuộc vào tình hình dịch, thường thì mấy cái ngày mà bình thường nó sẽ đặt rất là nhanh, còn dịch thì đặt hơi bị lâu do số lượng đơn hàng cực kỳ nhiều và lớn, nên là việc giao đơn hàng lại bị lâu nên các bạn đợi nha. Cũng tùy theo tình hình ngày hôm đó, lượng nhu cầu mua như thế nào thì bên đó sẽ chủ động liên hệ với mình. Chào các bạn nha. Video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là mua hàng
online trên website. Còn này là mình hướng lên trên app trước.